Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Phương Mỹ Chi nói gì về việc lập công ty ở tuổi 19? Phương Mỹ Chi nói việc thành lập công ty ở tuổi 19 là một thách thức, song cô luôn nỗ lực để hoàn thành tốt vai trò mới này. Phương Mỹ Chi gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt MV mới của ca sĩ Võ Hạ Trâm. Cô chọn trang phục đơn giản toát lên vẻ nữ tính. So với thời điểm dự thi giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên, Phương Mỹ Chi của hiện tại trưởng thành, chững chạc hơn. Nữ ca sĩ cũng có nhiều hoạt động, dự án âm nhạc được công chúng đón nhận như Bolero, Lo-Fi. Chia sẻ với chúng tôi, Phương Mỹ Chi nói 2023 sẽ là năm hoạt động năng nổ của mình, song từ chối chia sẻ kế hoạch cụ thể. Nữ ca sĩ khẳng định bản thân không áp lực vì cái bóng của những dự án trước. Lý giải về điều này phương mỹ chi cho hay những dự án trước đây của tôi không phải là một thành công quá lớn đó chỉ là giai đoạn tôi nuôi dưỡng duy trì và làm những cái gì đó vừa sức với mình tôi luôn trong trạng thái nuôi dưỡng nền âm nhạc việt nam nên với những công việc sắp tới tôi không áp lực gì theo á quân giọng hát việt nhí mùa đầu tiên cô luôn trong trạng thái cố gắng cân bằng những mong muốn của khán giả với niềm yêu thích của bản thân tôi là người trẻ tôi thích được học hỏi nhiều thứ và được hòa nhập nhưng nói thôi thì chưa đủ mà tôi cần phải chứng minh bằng hành động của mình. Cho nên hành động của tôi sẽ diễn ra trong năm nay và những năm kế tiếp, nữ ca sĩ tâm sự. Nói về cuộc sống hiện tại, Phương Mỹ Chi tiết lộ cô đang bảo lưu chương trình đại học. Nữ ca sĩ cho biết bản thân phân chia những kế hoạch cho từng giai đoạn và biết rằng thời điểm này mình cần dồn sức cho điều gì. Phương Mỹ Chi khẳng định, tất nhiên tôi sẽ trở lại việc học sớm nhất có thể sau khi ổn định. Hồi tháng 11 năm 2022, Phương Mỹ Chi đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi công bố thành lập công ty giải trí BMC Entertainment. Nói thêm về cột mốc này, nữ ca sĩ khẳng định bản thân không phải là người điều hành chính. "Đó là công ty của tôi và tôi là người có ý kiến đóng góp nhiều nhất. Còn về khâu điều hành, tôi xin phép đính chính đó là do quản lý của tôi thực hiện. Mong mọi người đừng nhầm lẫn vai trò của tôi. Vì để mà nói tôi điều hành công ty ở độ tuổi này thì nó quá sức với tôi", cô chia sẻ. Phương Mỹ Chi thừa nhận việc thành lập công ty ở độ tuổi còn khá trẻ là một thách thức đối với cô. Song giọng ca sinh năm 2003, khẳng định bản thân luôn cố gắng linh hoạt thời gian để hoàn thành các vai trò mình đang theo đuổi. Hòa Minh Di bảo tôi đi bước nữa rất kỳ vì tôi chưa lấy chồng bao giờ, cũng chưa được mặc váy cô dâu. Những chia sẻ của Hòa Minh Di khi tham gia talk show nhận về nhiều sự chú ý của khán giả. Khi tham gia talk show talk show, Hòa Minh Di đã có những chia sẻ về chuyện tình cảm khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Sau khi trải qua biến cố, giọng ca sinh năm 1995 cho biết bản thân là một người tin tưởng mong cầu tình yêu và vẫn sẽ sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới nếu người đó yêu thương con trai và phù hợp. Cụ thể, Hòa Minh Di cho hay, tất nhiên ở thời điểm này em có nhiều thứ để suy nghĩ hơn. Em chưa bao giờ lấy chồng nha, nên bảo em bước thêm bước nữa thì rất kỳ vì em chưa được lấy chồng bao giờ em cũng chưa được mặc áo cô dâu, chưa được dạm ngõ, hay người ta đến hỏi cưới mình bao giờ. Những chia sẻ này của Hòa Minh Di nhận về rất nhiều sự đồng cảm từ phía khán giả. Hòa Minh Di từng có mối tình 5 năm với Minh Hải, thiếu gia miền Tây. Tuy nhiên, cặp đôi đã quyết định đường ai nấy đi vào tháng 2 năm 2022. Hòa Minh Di và tình cũ Minh Hải đã có một con trai chung trước khi chia tay. Nữ ca sĩ chính ít tiết lộ lý do tan vỡ, vì cả hai không còn tìm được tiếng nói chung hòa minh di từng lên tiếng chia sẻ về phương diện pháp lý thì hòa và anh hải chưa đăng ký kết hôn chưa cưới nên không phải ra tòa giải quyết vấn đề gì cả hòa cũng không đòi hỏi và không nhận bất cứ thứ gì sau chia tay không phải chia tay vì yêu xa cũng không có người thứ ba nào liên quan đến quyết định này cả nữ ca sĩ từng tiết lộ lý do cả hai chưa kết hôn dù có thời gian dài bên nhau không phải anh hải hay gia đình bên nội không cho tôi một danh phận lý do là thời gian anh hỏi cưới cả hai mới yêu nhau một năm nên tôi chưa đồng ý. Sau đó, anh sang nước ngoài nên chưa thể đăng ký kết hôn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.